Bán con lấy vàng. Xưa có hai người bạn thân, một người tên là Dê Ré, một người tên là Côn Ca. Hai người thường xuyên giúp đỡ nhau trong việc đồng án. Ngày mai tôi phải đi vắng vài hôm. Tôi có một vò tiền đã dành dụm được từ lâu nay. Tôi sợ để nó ở nhà thì trộm sẽ khuân đi mất. Anh có thể giữ tiền hộ tôi được không? Tôi rất sẵn lòng. Anh cứ mang qua nhà tôi trông hộ cho. Thật may mắn khi có anh. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nhờ anh nhé. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ cất nó cẩn thận. Tôi đi đây. Ôi chào, không ngờ Dê Ché để dành được nhiều tiền thế này. Chả bù cho nhà mình, nuôi ba đứa con nên chả để được đồng nào. Nhiều tiền thế này, mình có thể làm được rất nhiều việc. Dù sao thì Dê Ché cũng không cần tiền bằng mình. Mình còn phải nuôi ba đứa trẻ cơ mà. Hay là mình cứ giấu những đồng tiền này đi nhỉ? Đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng khi anh đi vắng. Lúc anh vừa đi thì ngay ngày hôm sau, vò tiền vàng của anh đã biến thành vò cát rồi. Không thể như thế được. Đúng là một chuyện lạ lùng. Tôi chưa bao giờ nghe có chuyện như vậy. Ồ, tại sao lại không chứ? Anh nhìn này, tiền đã biến thành cát rồi đấy. Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Vàng mà biến thành cát ư? Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi rất tiếc, nhưng đó là sự thật. Chắc chắn là Quân Ca đã tráo đổi vàng của mình thành cát rồi. Nhưng mình không bắt được tận tay. Tuy vậy, Quân Ca và Dê Ché vẫn là những người bạn. Họ vẫn giúp đỡ nhau việc đồng án, cùng ăn cơm, uống trà với nhau. Tuần sau mình có việc phải vắng nhà, nhưng ba đứa con mình không thể ở nhà mà không có người trông nom. Mình phải tìm người để gửi gắm thôi. À đúng rồi, mình có thể nhờ Dê Ché trông hộ mấy đứa trẻ mà. Tôi có việc phải đi vắng. Bọn trẻ không thể ở nhà mà không có ai trông được. Anh có thể trông chúng vài hôm hộ tôi được không? Ồ, được chứ. Anh có thể để chúng ở nhà tôi. Tôi sẽ chăm sóc chúng chu đáo. Hãy yên tâm. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi phải đi đây. Sonam, Padma, Blamo, các con phải nghe lời chú nhé. Cha đi vài hôm rồi sẽ về. Dạ. Nào các cháu, chú sẽ đưa các cháu ra chợ mua ít đồ ăn mà các cháu thích ăn nhé. Dạ vâng, chú Dê Ché. Bán khỉ trong nhà đây. Những con khỉ thông minh giúp việc gia đình đây. Từ giờ, ta sẽ gọi chúng là Sonam, Padma và Blamo nhé. Sonam, đi mở cửa nào. Padma, hãy quét nhà đi. Blamo, ta sẽ dạy ngươi pha trà. Chúng cháu chào chú ạ. Ta mang cơm cho các cháu đây. Mấy đứa ngoan ngoãn ở đây, đừng làm ồn nhé. Dạ. Wow, toàn món ngon. Cảm ơn chú Xe Ché. Ở ngôi nhà này rất thú vị chú ơi. Ừ, chú sẽ luôn qua thăm các cháu. Các con ơi, cha về rồi đây. Quân Ca, đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng và đáng sợ khi anh đi vắng. Các con anh đã biến thành khỉ hết rồi. Chúng nó ở kia kìa. Không, không thể nào. Là sự thật đấy. Tự anh sẽ thấy rõ. Anh thử gọi tên và sai bảo chúng đi. Sonam, con ở đâu? Đi đóng cửa. Padma, đi quét nhà. Thằng ơi, đúng vậy rồi. Namo đâu? Pha trà cho ta. Quá kinh khủng. Tôi không thể nào ngờ được bọn trẻ lại biến thành khỉ. Chuyện đó cũng có thể xảy ra giống như tiền vàng biến thành cát vậy. Trời ơi, không lẽ ông trời đang trừng phạt tôi? Dê Ché, tôi xin lỗi.
Thật ra tiền của anh không biến thành cát, là tôi đã tráo đổi chúng và giấu chúng đi. Ồ, vậy sao? Vậy tôi cũng tiết lộ cho anh biết, các con của anh cũng không bị biến thành khỉ đâu, là tôi đã tráo đổi và giấu chúng đi rồi. Ồ, thật sao? Thật tốt quá. Anh mau đưa các con tôi về đây, tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Cha, cha ơi, cha đã về rồi đấy ư? Ôi, các con tôi, ba đã về đây. Các con còn béo tốt hơn so với lúc ba ở nhà nữa đấy. Lát nữa tôi sẽ mang số tiền qua trả lại cho anh. Mong anh tha thứ cho sự tham lam, ích kỷ, vàng đã làm mờ mắt tôi. Tôi sẽ tha thứ cho anh, hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt. Được chứ, cảm ơn bạn Dê Ché đã dạy tôi một bài học ngày hôm nay. Chiếc xe đạp không gác ba ga. Tập trung nào các em. Các em, để chuẩn bị cho giải đấu giao lưu sắp tới giữa các trường tiểu học, thầy sẽ chọn vài bạn tham dự thi đấu với tư cách là đội hình chính thức. Wow, mình sắp được đi thi đấu rồi, thích quá. Hai em Khôi và Nam sẽ là cầu thủ dự bị của đội. Các em phải tập luyện chăm chỉ đấy nhé. Cầu thủ dự bị ư? Chắc mình chẳng được đá chính thức rồi. Mình không muốn làm cầu thủ dự bị. Chào ba mẹ, con đi học về. Ừ, Khôi đi học về đấy hả con? Ơ, thằng bé Khôi sao thế nhỉ? Em này, hình như con có chuyện gì buồn thì phải. Em cũng nghĩ thế. Mọi hôm nó về đến nhà là vui vẻ lắm cơ mà. Thôi được rồi, để anh lên hỏi con xem sao. Vâng. Mình ghét phải làm cầu thủ dự bị. Con trai, có chuyện gì khiến con buồn vậy? Con không muốn làm cầu thủ dự bị. Bình tĩnh nào con trai, kể rõ cho ba nghe xem nào. Trường con sắp có giải bóng đá giao lưu với các trường khác, nhưng con chỉ là cầu thủ dự bị thôi. Mà cầu thủ dự bị thì sẽ chẳng bao giờ được đá chính thức cả. Một đội bóng sẽ chẳng cần cầu thủ dự bị. Con trai à, sao con lại nghĩ như vậy chứ? Cầu thủ dự bị thì cũng là một thành viên của đội bóng mà. Không, con không thích là cầu thủ dự bị. Cầu thủ dự bị thì chẳng có danh hiệu gì. Được, ba sẽ chỉ cho con hiểu. Đi theo ba nào. Dạ. Đi nào con trai. Khôi, lại đây con. Vâng ạ. Khôi này, con có biết đây là cái gì không? Dạ, đây là bàn đạp ạ. Vậy nếu ba tháo cái bàn đạp này ra thì chúng ta có đi được không? Con nghĩ là không. Nếu ba tháo ra thì làm sao mà chúng ta có thể đạp xe được ạ? Con trai, thế đây là cái gì? Là gác ba ga phải không ạ? Đúng rồi. Vậy bây giờ ba sẽ tháo cái gác ba ga này ra thì chúng ta có đi được không? Nếu vậy thì chỉ một mình ba đi được, vì ba không thể chở con ạ. Vậy con nghĩ cái bàn đạp quan trọng hơn hay cái gác ba ga này quan trọng hơn? Con không biết ạ. Chúng ta đều quan trọng như nhau con ạ. Giả sử chiếc xe đạp này mất đi cái gác ba ga thì chúng ta vẫn có thể đi được. Nhưng chúng ta chỉ có thể đi được một mình mà không thể chở được bạn bè, người thân hay là đồ đạc của mình những khi chúng ta đi dạo hay chúng ta đi mua hàng. Tưởng chừng như ta không cần đến cái gác ba ga này, nhưng mà thực chất nó cũng quan trọng như những bộ phận khác. Nó cũng có chức năng và tác dụng riêng của nó con à. Nhưng thế thì có liên quan gì đến việc con là cầu thủ dự bị ạ? Cầu thủ dự bị cũng giống như cái gác ba ga này con à. Nếu thiếu đi một cầu thủ dự bị thì đội bóng của con vẫn thi đấu được. Nhưng khi có một cầu thủ ra sân vì mệt mỏi hay chấn thương thì khi ấy cầu thủ dự bị lại là người rất quan trọng. Thì ra cầu thủ dự bị lại quan trọng như vậy. Những bộ phận tưởng chừng đơn giản hay những cầu thủ với vai trò dự bị của đội bóng đều ẩn chứa những giá trị và ý nghĩa như những thứ lớn lao khác. Vì thế mà nó cũng có giá trị riêng,
Bất luận con có đóng vai trò nào đi nữa thì hãy cố gắng làm tốt có thể con nhé. Vâng, con hiểu rồi ạ. Nào, giờ hai cha con ta đi dạo nhé. Dạ. Chuyện chàng ngốc, ba sa lôi và con lợn rừng. Ngày xưa, tại đất nước Rodei, trên dòng sông Buti, một người đàn ông tên là Baksaloy đang trên đường đi đốn củi. Đến giờ ăn cơm rồi. Chà, thật thoải mái. Chà, no quá. Thôi, no quá rồi, cất tạm đây vậy. Mình chỉ cần những cây lớn thôi. Chặt chừng này là đủ rồi. Mình phải về thuyền lấy rìu. Có lợn rừng ư? Một con lợn rừng, may quá trời. Thật tuyệt vời làm sao. Mình đem con lợn rừng này về nhà nuôi, chẳng bao lâu nó sẽ sinh ra một đàn lợn con. Đây, bác Sa Lôi, ông có gì ở trong sọt thế? Con lợn rừng. Chúc mừng anh. Lợn rừng rất khỏe, mình không cần phải lo lắng nó bị bệnh hay ốm yếu. Chẳng mấy chốc những con lợn con sẽ lớn, mình có thể đem nó ra chợ bán lấy một khoản tiền để sửa nhà, trong khi vẫn giữ lại con lợn rừng này, thật là lãi to. Bác Sa Lôi, ông có gì trong sọt thế? Con lợn rừng. À, thật là món hời. Bác Sa Lôi, ông có gì trong sọt thế? Con lợn rừng. Bác Sa Lôi, ông có gì trong sọt thế? Con lợn rừng. Nó là con lợn rừng, có gì mà phải hỏi nhiều thế chứ. Nó mà thức giấc chạy mất là hỏng ăn. Bác Sa Lôi, ông có gì trong sọt thế? Nó là một con lợn rừng, hỏi gì mà hỏi nhiều thế không biết. Ôi, thế là mất tôi con lợn rừng rồi. Mình đã cẩn trọng như thế mà chỉ vì một phút tức giận, mọi thứ đã thành vô ích rồi. Chuồn chuồn ớt. Đấy, biết ngay mà. Hậu đậu như cậu thì sao bắt được chứ. Thôi, để tớ bắt cho. Được rồi này Hà ơi. À, cậu siêu quá Minh ơi. Chuyện tớ mà lại, mang dây đây tớ buộc cho mà chơi này. Hà ơi. Dạ, con về đây ạ. Con mang chút bánh này sang biếu cô chú Tư nha. Bảo đây là quà bố cháu mới đi công tác về mua biếu cô chú. Dạ vâng ạ. Đội cái nón vào kẻo nắng đó con. Bố mẹ cháu chu đáo quá. Cho cô chú xin nhé. Cho cô chú gửi lời cảm ơn.
Dạ, không có gì đâu ạ. Thôi cháu về đây. Hà ơi, cầm về này. Nhớ là chơi xong phải cởi cái dây cho nó bay đi, kẻo nó chết mà tội nghiệp. Hà nhớ chưa? Ừ, nhớ rồi. Chị Nhàn đang làm gì đấy? Có định trồng cái gì không mà nhổ cỏ chỗ này sạch thế chị? Có định trồng gì đâu chị. Tôi chỉ nhổ cỏ này cho bọn trẻ nó có chỗ sạch sẽ để mà chơi thôi mà. Chị đi chợ về à? Vâng, từ ngày có cái Hà về đây, thằng bé Minh nhà tôi vui hẳn ra đấy chị à. Xưa kia thì lầm lì, cả ngày chẳng nói với ai câu nào cả. Nhà tôi phải nói là trong cái rủi cũng có cái may chị à. Mua được chỗ đất này nhà chị, vừa với túi tiền lại gần trường học, chứ không thì không biết gia đình ở đâu nữa. Thôi thì sông có khúc, người có lúc chị à. Mãi nói chuyện tí thì quên mất. Lát nữa chị bảo cái Hà sang đây, tôi múc cho bác canh chua nhé. Tôi vừa đi chợ mua được mẻ cá béo lắm, lát nữa nấu canh luôn cho tươi ngon chị à. Vâng ạ, con Hà nhà tôi thích ăn canh này lắm ạ. Cảm ơn chị nhiều. Mấy hôm sau, trời ơi, vậy ư chú? Để đến bây giờ mới bán thì tăng gấp 3 lần ư? Trời ơi, tôi bán cho người ta gần năm nay mất rồi. Đấy, tôi bảo có sai đâu mà. Nếu chịu để đến bây giờ thì có phải giàu to không? Cũng chỉ tại ông nợ nần như chúa chổm nên mới phải bán vội mảnh đất ấy đi. Nếu để đến bây giờ có phải là giàu to rồi không? Hay bây giờ bà sang bên đó nói với họ xem có trả thêm được chút nào không? Mới bán chưa được một năm mà giá lại tăng lên nhiều như thế. Ở đâu ra cái chuyện lạ lùng như vậy cơ chứ? Mua bán có giấy tờ hẳn hoi, chứ có phải trò trẻ con đâu mà nhà bên ấy định làm trò mèo ấy chứ. Thôi thì cũng phải thông cảm cho người ta tiếc của, nhưng lỗi đâu phải chúng ta chứ. Lòng tham vô đấy, từ giờ không có hàng xóm láng giềng nữa, kẻo sau này lại rầy rà lắm chuyện. Và cả cái cửa thông ở tường rào giữa hai nhà nữa. Từ giờ bà cũng lấy khóa khóa luôn vào cho tôi. Hà, Hà ơi, Minh hả? Nói chuyện với tớ, không sợ mẹ mắng sao? Không sao đâu, mẹ tớ đi làm đồng một lát nữa mới về cơ. Để tớ bắt cho cậu con chuồn chuồn ớt đỏ kia nhé. Nè, hậu đậu, cầm lấy mà chơi nè. Hà ơi, Hà. Dạ, cầm cho tớ với. Vậy tớ buộc ở đây để lát cậu xuống lấy mà chơi nhé. Hà, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được chơi với thằng bé Minh đó nữa cơ mà. Con có biết bố mẹ nó ra chợ nói những lời lẽ quá đáng như thế nào về nhà mình không? Mẹ, nhưng bạn Minh, bạn ấy tốt mà mẹ. Tốt cũng không được chơi với nó nữa. Con mà không nghe lời mẹ thì từ bây giờ đừng có ở trong cái nhà này nữa, nghe không? Vâng ạ. Trời ơi, hình như là... Ôi, đau quá. Con bận. Đây tôi gửi chú, cảm ơn chú nha. Dạ con xin, chào bà. Cô Tít ơi, cô Tít ơi. À bà lên, ba mẹ ơi. Mẹ, mẹ. Chào các con khỏe không? Dạ chúng con khỏe mẹ ạ. Mẹ mệt thì để chúng con về thăm, chứ mẹ lên đây làm gì cho vất vả, đường thì xa. Mệt cũng phải gắng lên chơi chứ. Mai là sinh nhật cu tít của bà rồi còn gì. Hoan hô bà, hoan hô bà. Trời à, sao hôm nay mệt,
khó thở thế này không biết. Mẹ, mẹ dậy sớm làm gì? Sao mẹ không ngủ nữa đi? Nằm lắm đau lưng chứ ít gì con. Mẹ, mẹ, trông mẹ có vẻ hơi mệt đấy. Chắc tối hôm qua mẹ mãi chơi với cháu nên không uống thuốc chứ gì. Mẹ, lát nữa ra ngoài ngõ ăn sáng nhé. Chúng con đưa cháu đến trường rồi ăn sáng ở cổng trường luôn mẹ ạ. À. Ừ, các con cứ đi đi. Cháu chào bà, cháu đi học ạ. À. Mẹ nghỉ ngơi đi mẹ nhé. À, mà cô Lam bảo trưa sẽ sang đây chơi với mẹ đấy. Vậy hả con? Dạ, chúng con đi đây mẹ. Anh à, mẹ có vẻ hơi mệt đấy. Em thấy da mẹ hơi xanh. Mẹ là chúa hay quên uống thuốc. Bệnh như thế rồi mà cũng không biết tự chăm lo cho mình gì cả. Mẹ, mẹ ơi. Quái, sao nhà cửa vắng tanh thế này cơ chứ? Mẹ, mẹ ơi. Là... Mẹ, mẹ làm sao thế? Mẹ lại lên cơn đau tim à? Ờ, mẹ mệt. Alo. Alo, Lam à. Anh Minh à, anh về đưa mẹ đi viện ngay đi. Mẹ không được khỏe anh à. Mẹ mệt từ sáng anh biết rồi. Hôm qua mẹ quên uống thuốc tim ấy mà. Mà có bao giờ thấy mẹ khỏe đâu cơ chứ. Nhưng... Thôi, cô ở đấy chơi với mẹ. Nhắc mẹ uống thuốc đi. Anh đang bận phải đi gặp đối tác ngay bây giờ. Đỡ mẹ vậy. Mẹ ngồi nghỉ một lát con à. Không sao đâu. Khỏi phải phiền đến anh con. Nó bận lắm. Mẹ ơi, để con dìu mẹ ra ngoài đường vẫy taxi. Mẹ phải đi viện ngay bây giờ. Anh à, thấy cô Lam nhắn tin cho em là mẹ đang ở trong bệnh viện. Ừ, anh biết rồi. Anh đang vào trong viện đây. Anh vào viện một lát rồi về ngay nhé. Có khách hàng đang ngồi chờ anh ở nhà đấy. Ngồi ở nhà mình à? Anh Thắng à? Vâng, mà anh ấy bảo phải gặp anh cho bằng được. Được rồi, anh vào một lát rồi về ngay. Chắc mẹ chỉ mệt sơ sơ như mọi lần thôi. Chắc cô Lan sang chơi, thích thể hiện đùng đùng đưa mẹ đi khám chứ gì. Thế chẳng khác gì hai vợ chồng mình bỏ mặc không thèm quan tâm đến mẹ. Có gì cũng phải chờ đến tối về, anh em bàn bạc rồi tính chứ. Bệnh viện tư nhân thì thiếu gì, vào khám lúc nào chẳng được. Bác sĩ, tình hình mẹ tôi thế nào rồi ạ? Anh là con của bà Tư đúng không ạ? Dạ vâng, tình hình bà Tư rất nguy đấy. Bà đau tim độ 4, hở van tim lên cơn khó thở. Hôm nay may mà người nhà đưa bà đến viện kịp thời, nếu không thì tính mạng bà đã nguy kịch rồi. Theo kết quả xét nghiệm mới nhất của chúng tôi thì bà nhà còn bị tiểu đường tiếp 2 nữa. Giờ đây bệnh sẽ còn có thể diễn biến phức tạp hơn, điều trị sẽ khó khăn hơn đấy. Vâng, tôi hiểu ạ. Ở tuổi này tim của cụ cũng không thể mổ hay phẫu thuật, chỉ có thể sống chung với nó thôi. Nhưng bà cụ phải được thăm khám đều đặn hàng tháng. Anh cần phải hết sức để tâm cho, kẻ có chuyện đáng tiếc xảy ra, lúc đó ân hận cũng không thể làm gì được. Thôi, anh vào trong với bà đi. Mẹ! Ban nãy cô con gái phải về nhà đón con, dặn tôi trông cụ hộ một lát. Tôi thấy cụ mệt quá, định xin số điện thoại gọi cho anh, nhưng mà cụ nhất định không cho. Khổ, mệt như thế nhưng cứ sợ làm phiền con cái. Hỏi có cần gì cụ cũng đáp không. Hồi nãy có lúc vô tình tôi nhìn sang, tôi thấy cụ khóc đấy. Khổ, tuổi này rồi, gì thì gì chứ tuổi thân lắm anh ơi. Anh chỉ bớt chút thời gian cho cụ chút, vì chứ mẹ thì chỉ có một mà thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.